Cơ sở bán thùng nuôi ong bên em lại xin chào toàn thể các bác. Thì nội dung của video ngày hôm nay thì shop bên em lại xin giới thiệu tới các bác về cái chiếc thùng nuôi ong dành cho ông nội. Thì đi chi tiết về cái chiếc thùng nuôi ong này để cho các bác cùng tham khảo này. Thì đầu tiên là về cái nguyên liệu để làm nên chiếc thùng thì được làm bằng gỗ gạo 100%. Đấy, cái gỗ gạo này ưu điểm của nó là khi các bác sử dụng, cái thứ nhất nó rất là nhẹ, và cái thứ hai nữa là khi các bác mua ấy, thì nó rất là rẻ bởi vì nó là cái gỗ tạp các bác nhé. Cái thùng này hiện tại thì ở bên cơ sở gửi cho các bác thì nó chắc nó chỉ rơi vào tầm khoảng 5 kg, 5 đến 6 kg, nó rất là nhẹ. Còn về cái quy cách làm thì rất là đẹp đấy, các bác có thể thấy tiếp ở trên video đây. Còn gỗ gạo này thì đã qua xử lý ngâm từ 6 đến 8 tháng rồi, thì các bác yên tâm một điều là khi các bác mua về dùng ấy, đấy, các bác mua về dùng thì cái tuổi thọ của cái chiếc thùng này lên rất là cao. Đấy, bảo hành cho các bác là 4 đến 5 năm không bao giờ bị mọt mối nhá. Còn đối với cái thùng này thì về các bác có thể là ví dụ bảo quản thì các bác có thể là sơn thêm một lượt. Đấy, các bác mua sơn và các bác quét lên một lượt. Đấy, quét là mặt ngoài thì để tránh cái tình trạng mà nó hút cái hơi ẩm vào cũng như là nó bị mốc nhá. Còn gỗ đây, gỗ gạo này. Về cái chiều dày của chiếc thùng ấy thì bên nhà em là thường thường làm cho các bác là 1/6.5 cho tới là 1/7. Còn về cái chiều trong lòng đây thì nó rơi vào từ 42,5 này. Còn chiều cao thì nó rơi vào là 27 cm. Còn khi các bác mua thùng thì sẽ được tặng kèm theo là một chiếc vách ngăn như thế này. Còn ví dụ như cầu hoặc là chân tầng thì các bác có thể là mua thêm. Đấy, mua thêm. Còn về phần cửa đây, các bác có thể thấy là cửa thì có thể rút ra rút vào được. Đấy, cửa rút ra rút vào được các bác nhé. Đây, quay cho các bác cùng xem. Đấy. Còn vận chuyển ong đi thì các bác có thể đậy lại như thế này, nó rất là kín. Còn về cái thùng ấy, chỗ này thì nó khô tầm khoảng 90% rồi các bạn. Nếu chờ chít keo này chờ khô 100% thì bên cơ sở là sẽ trả cho các bác. Bởi vì làm cái thùng như thế này là cái gỗ ấy, phải khô 100% không gửi đến chỗ tay các bác. Các bác về sử dụng là nó sẽ bị cong vênh này. Đấy, cửa sổ đây các bác. Đấy, rất là quy chuẩn quy cách nhé. Còn nói một chút nữa là về gỗ gạo thì con ong nó sinh trưởng ở trong nó rất là tốt các bạn. Bởi vì nó là cái gỗ tạp, gỗ xốp. Đấy, gỗ xốp như thế này thì khi các bác sử dụng ấy, đấy, các bác vận chuyển ong đi khai thác nguồn hoặc các bác bán ong giống ấy, thì nó rất là nhẹ so với tất cả những cái gỗ khác nhé. Đấy, các bác lên cân đối là lên mua thùng nuôi ong bằng gỗ gạo hoặc là cái gỗ tạp thì nó rất là nặng nhưng mà nó rẻ tiền. Đấy, các bác lên tham khảo. Còn về bên cơ sở nhà em thì là sẽ bán hai mẫu thùng ong chính. Một là thùng nuôi ong làm bằng gỗ ghép, thì ghép thì nó sẽ ghép hai tấm ở đây là một cái thành này, hoặc là hai tấm thành một cái lắp. Đấy thì giá của nó là sẽ rẻ hơn so với cái thùng này là 30.000 đồng trên một chiếc thùng. Nó chỉ có là 130.000 đồng trên một chiếc thùng thôi. Còn về thùng nuôi ong gỗ gạo này thì giá của nó là 160.000 đồng trên một thùng. Đấy, các bác nào có nhu cầu mua thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp vào cái số điện thoại em để dưới tiêu đề. Các bác điện đến thì bên cơ sở em là sẽ có nhân viên tư vấn cho các bác. Còn là một video thì xin giới thiệu tới các bác về cái chiếc thùng nuôi ong đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video lần sau.